Rồi, đây sẽ là một video 2 hướng dẫn cho mọi người khi khách hàng dẫn bộ một chiếc xe để từ vào. Ở trạng thái lúc này anh em kiểm tra đèn FI, bơm xăng, tất cả đều đầy đủ. Nhưng lúc này chúng ta nhấn lận đề thì con relay 5 chân ở nằm trong hộp cầu chì này nhảy tật tật. Thì đầu tiên anh em phải kiểm tra giá trị điện áp bình điện có sụt hay không. Bình điện ok là tốt, nếu không ok thì anh em phải thay thế. Ở đây bình điện này còn ngon, tôi đã bổ trợ thêm một thiết bị sạc cho nó mạnh. Đây ạ. Có bơm xăng, có đèn FI, tất cả đều hoạt động. Tôi đã cột cho anh em bên tay phanh và đồng thời chúng ta nhấn nút khởi động. Tật tật. Đó. Thì đương nhiên sẽ quay sát lại cho anh em ở đây, ở trạng thái chúng ta sẽ nghe tiếng delay. À, tiếng relay là con relay 5 chân đề và sạc đang nhảy. Đó thì cực kỳ là đơn giản. Nếu có tín hiệu đề relay nhảy thì chúng ta loại trừ chân chống điện. Thì lúc này anh em chỉ cần đơn giản, chúng ta tắt cái khóa điện đi, mời khách ngồi ghế, tháo rác và kiểm tra. Kiểm tra gì? Chúng ta sẽ kiểm tra được giá trị điện áp từ IC có cấp xuống cuộn điện 3 pha không, và kiểm tra giá trị điện áp từ IC có cấp xuống CKB không. Rồi, chúng ta sẽ nhìn ở đây phía ECU. Phía ECU thì lúc này can hãy rút cho tôi cái rắc của CKB ra. Rồi, từ IC xuống, chúng ta sẽ cắm vào thiết bị kiểm tra. Rồi, bước đầu tiên chúng ta sẽ mở công tắc máy lên. Anh em sẽ nhìn ở đây ạ. Đó, sẽ nhìn ở đây. Ok, điện áp tất cả nó sẽ là 8V, 7 đến 8V. Rồi, điện áp từ IC cấp cho CKB nó sẽ là 11V. Đó. Anh em hiểu không ạ? Rồi, nó sẽ là 8V. Rồi, điện áp từ IC cấp cho CKB 11V. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nối từ cái rác còn lại CKB ở bộ thiết bị kiểm tra xuống CKB. Đây, rắc lớn ạ. Rồi, rắc lớn. Ok. Và lúc này chúng ta kế tiếp, chúng ta sẽ rút cái rắc 3 pha ra. Anh em nhớ là tắt khóa điện trước khi thao tác. Đó, thì lúc này chúng ta đã là một cái bước đầu tiên, chúng ta kiểm tra điện áp từ 7 cho tới 8V từ IC cấp xuống CKB tốt. Rồi, lúc này anh em sẽ tương tác cắm cho Địch Tuấn 3 sợi dây cho 3 màu dây. Đỏ vàng, đỏ xanh, đỏ trắng. Từ IC xuống đây ạ. Cái này từ cuộn điện bỏ. Rắc đực từ IC xuống. Rồi, đầu tiên sẽ là đỏ vàng. Số 1. Thứ 2, đỏ sọc trắng. Thứ ba, đỏ săn biển. Để chúng ta biết rằng mặt IC còn tốt hay là đã chết. Lúc này anh em mở công tắc máy lên. Rồi. Thì lúc này anh em phải khởi động là nhấn nút đề để chúng ta xem 3 pha là D1, D2 và D3. Nhớ một lần đề chúng ta phải xoay bu lăng. Rồi, tôi sẽ khởi động lần đề. Anh em nhìn thấy không ạ? Đèn D2 và D3 sáng. Nhưng lúc này sáng mờ, có nghĩa là anh em chưa kẹp dây mát vào sườn. Nhớ, đó, có rất nhiều anh em hay quên. Chúng ta sẽ kẹp tiếp mát ở đoạn nào chắc nhất. Đó, đoạn này, ok. Rồi, lúc này anh em sẽ tiếp tục chúng ta nhấn nút để khởi động.
Đó, lúc này anh em thấy mát tốt không ạ? Đó, lúc này sẽ là đèn D2 và D3. Tốt. Chúng ta tiếp tục phải xoay bu lăng. Rồi, giá trị điện áp CKB sẽ thay đổi từ nhỏ cho tới lớn. Rồi, 0V đến 8V. Tiếp tục nhấn lật đề. Tiếp tục vẫn là pha D2 và D3. Tiếp tục. Đó. Thì lúc này tiếp tục nó sẽ đổi D1 và D2 sáng. Thì chúng ta sẽ loại trừ mặt IC là tốt. Tốt, mặt IC tốt. Mặt IC cấp giá trị điện áp xuống cột điện tốt. Và giá trị điện áp của CKB khi chúng ta xoay bu lăng thay đổi điện áp từ nhỏ cho tới lớn, từ 0 cho tới 8V. Đó. Rồi, tiếp tục là nhấn nút đề D2 và D3. Xoay tiếp tục bu lăng D1 và D2 sáng. Thì lúc này anh em kết luận rằng IC này là xấu, là tốt. Vấn đề còn lại không khởi động được thì anh em hãy kiểm tra tôi cái cuộn điện ở trong này. Bởi vì tất cả ở đây giá trị chúng ta xoay bu lăng CKB tất cả đều tốt. Mặt IC tốt. Bình điện, lưu ý là phải bình điện mặn. Vấn đề cái này anh em kiểm tra lại cái cuộn. Cuộn điện. Rồi, clip 2 hướng dẫn cho mọi người là cái mặt IC này tốt. Chúc mọi người thành công.